kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay, Thời sự 24 giờ HD sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Bộ Công an, cửa hàng xăng dầu găm hàng để chờ lên giá có thể bị xử hình sự. Kính thưa quý vị, theo Bộ Công an, hành vi găm hàng chờ lên giá để trục lợi của các cửa hàng xăng dầu tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Công dân phản ánh tới Bộ Công an về tình trạng nhiều cửa hàng xăng dầu ở thành phố Hồ Chí Minh đã đóng cửa, treo biển hết xăng hoặc bán hạn chế. Việc này được cho là do nguồn cung đầu vào bị thiếu hoặc cũng có khả năng một số cửa hàng găm hàng để chờ xăng lên giá nhằm trục lợi. Nếu có, hành vi găm hàng chờ lên giá để trục lợi của các cửa hàng xăng dầu sẽ bị xử lý như thế nào, vi phạm ở mức độ nào thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trả lời về vấn đề trên, Bộ Công an cho hay, theo quy định tại Điều 15 Luật Giá thì mặt hàng xăng dầu thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá. Đối với hành vi găm hàng chờ lên giá để trục lợi của các cửa hàng xăng dầu tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, về xử lý hành chính, Điều 32 Nghị định số 98/2020 quy định: thứ nhất, cắt giảm địa điểm bán hàng; thứ hai, cắt giảm phương thức bán hàng từ bán buôn sang bán lẻ khác với thời gian trước đó; thứ ba, quy định niêm yết bán hàng theo định lượng đối tượng mua hàng khác với thời gian trước đó; thứ tư, cắt giảm thời gian bán hàng, thời gian cung ứng hàng hóa khác với thời gian trước đó; thứ năm, cắt giảm lượng hàng hóa bán ra thị trường; thứ sáu, ngừng bán hàng hóa ra thị trường; thứ bảy, không mở cửa hàng, địa điểm giao dịch kinh doanh để bán hàng; thứ tám, mở cửa hàng, địa điểm giao dịch kinh doanh nhưng không bán hàng; thứ chín, găm hàng trong kho vượt quá 150% so với số lượng hàng hóa tồn kho trung bình của 3 tháng liền kề trước đó, thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, điều 31 của nghị định này không có lý do chính đáng thì phạt tiền 5-30 triệu đồng. Ngoài ra, còn phạt bổ sung, tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 điều này, tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề 3-6 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm. Về xử lý hình sự, theo khoản 1 điều 196 là tội đầu cơ, Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định người nào lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc tình hình khó khăn về kinh tế, mua vét hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá hoặc thuộc danh mục hàng hóa được nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính sẽ bị phạt tiền và phạt tù. Trường hợp nếu đối tượng mua vét hàng hóa tại thời điểm giá xăng dầu tăng, sau đó bán lại thu lợi bất chính là hành vi đầu cơ. Cụ thể, phạm tội trong trường hợp hàng hóa trị giá từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì có thể bị phạt tiền từ 30 đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội trong trường hợp hàng hóa trị giá 3 tỷ đồng trở lên, thu lợi bất chính 1 tỷ đồng trở lên hoặc tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tiền từ 1,5 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 7 đến 15 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Pháp nhân thương mại quy định tại điều này thì bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 9 tỷ đồng, bị cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 1 đến 3 năm. Vụ trùm xăng giả Trịnh Sướng, một bị cáo khai đã nhận tội thay cho người khác. Kính thưa quý vị, hội đồng xét xử đã hoãn xét xử vụ án sản xuất và buôn bán xăng giả để triệu tập người liên quan đến đơn tố cáo việc nhận tội thay của bị cáo Nguyễn Ngọc Quan. Tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Trịnh Sướng, ngụ ở Sóc Trăng và 38 đồng phạm vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả. Sau khi kiểm tra phần căn cước, hội đồng xét xử đã tạm hoãn xét xử do có đơn của bị cáo Nguyễn Ngọc Quan, ngụ ở tỉnh Đắk Nông về việc mình nhận tội thay cho hai người khác. Quan khai từng làm tài xế, có quen mối mua dung môi, sau đó được Lê Minh Tê, ngụ ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh rủ nhập dung môi về bán. Quan lo mua hàng, tìm bên mua, Tê lo vốn, lợi nhuận chia đôi. Năm 2018 và 2019, Tê nhập kho một số dung môi riêng, thành lập công ty Tâm Quang nhưng nhờ Quan đứng tên, đồng thời mở một chi nhánh ở Vĩnh Long nhờ cháu của Tê là Nguyễn Hoàng Phờ đứng tên. Hai công ty trên sau đó tổ chức phá chế xăng giả để bán, nhưng việc này Quan nói không hay biết. Quan xin được triệu tập Tê và Phờ để làm rõ các tình tiết trên. Khi vụ án xảy ra, do không hiểu biết pháp luật, ông Tê bảo ông Quan nhận tội thay để ông Tê ở ngoài lo liệu.
đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tạm hoãn phiên tòa để triệu tập ông Tê và ông Phờ nhằm làm rõ có việc nhận tội thay hay không. Sau khi nghe ý kiến của Viện Kiểm sát, luật sư của bị cáo Quan đồng ý với quan điểm của Viện Kiểm sát và đã cung cấp cho hội đồng xét xử chứng cứ tài liệu tố cáo việc nhận tội thay của ông Quan. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử phiên phúc thẩm quyết định tạm hoãn phiên tòa để triệu tập người có liên quan để làm rõ vấn đề tố cáo. Trước đó, cuối tháng 12 năm 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tuyên án đối với bị cáo Trịnh Sướng và 38 đồng phạm về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trịnh Sướng 12 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Ngọc Quan bị phạt 8 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng. Đinh Chí Dũng 7 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng. Lưu Văn Nguyện 3 năm tù, Nguyễn Thị Thu Hòa 5 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng. Phạm Hồng Quang 5 năm 3 tháng tù và 20 triệu đồng. Các bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù. Một số bị cáo trong số này bị phạt tiền 20 triệu đồng. Cáo trạng xác định Trịnh Sướng pha trộn hơn 192 triệu lít xăng giả, bán ra thị trường hơn 188 triệu lít, thu lợi bất chính hơn 151 tỷ đồng. Đình chỉ sinh hoạt đảng nguyên giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa. Kính thưa quý vị, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa đình chỉ sinh hoạt đảng đối với bà Đinh Cẩm Vân, nguyên giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa, người vừa bị bắt tạm giam liên quan sai phạm tại dự án Hạc Thành Tower. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có thông báo về việc đình chỉ sinh hoạt đảng đối với bà Đinh Cẩm Vân, sinh năm 1965, nguyên giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa. Quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với bà Vân được thực hiện sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can bà này để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thời gian đình chỉ sinh hoạt đảng đối với bà Đinh Cẩm Vân tính theo thời hạn quy định của pháp luật, kể cả gia hạn nếu có. Như Dân Trí đã đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà Đinh Cẩm Vân về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, ngày 16 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower, địa chỉ số 03 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Dự án này vướng nhiều tai tiếng trong quá trình triển khai. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ các bị can bao gồm Nguyễn Bá Hùng, nguyên phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa. Thời điểm bị bắt giữ, ông Hùng là bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Như Xuân, Thanh Hóa. Bị can Văn Xuân Hùng, 63 tuổi, nguyên trưởng phòng quản lý công sản giá cả Sở Tài chính Thanh Hóa. Cả ông Hùng và bà Vân trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo tại Sở Tài chính Thanh Hóa đã mắc sai phạm liên quan đến dự án Hạc Thành Tower. Cụ thể, các bị can trên liên quan đến quá trình tham mưu, thẩm định giá đất để giao cho chủ đầu tư, gây thất thoát tiền của nhà nước. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.